Ngày 22 tháng 3, Ban Chỉ huy quân sự thành phố Châu Đốc tổ chức sinh hoạt chính trị và chi trả phụ cấp trách nhiệm cho quân nhân dự bị được bổ nhiệm giữ chức vụ chỉ huy quản lý đơn vị dự bị động viên quý 1 năm 2024. Tại buổi sinh hoạt, các chiến sĩ lực lượng vũ trang thành phố được quán triệt nhiệm vụ công tác quân sự quốc phòng địa phương, thông báo tình hình an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội và tình hình phát triển kinh tế xã hội của địa phương. Sinh hoạt của đơn vị quản lý nguồn, nhận nguồn với cán bộ quản lý các đơn vị dự bị động viên, đồng thời chi trả phụ cấp trách nhiệm cho 138 quân nhân dự bị với tổng số tiền gần 73 triệu đồng. Thông qua buổi sinh hoạt nhằm nắm chắc số lượng chất lượng của quân nhân dự bị được bổ nhiệm giữ chức vụ chỉ huy quản lý các đơn vị dự bị động viên, kịp thời phát hiện bổ sung quân số cho các đơn vị đảm bảo đúng đủ biên chế theo quy định.